Ờ giống thao á. Có thao nào mà lấy hết đi chợ, còn 51 mày hỏi ngoài. Trong thao đó, ừ, nói đó. Hồi ra tôi hắt lên đầu ông luôn, bây giờ ông tin ông. Nó tôi quắc nè. Ừ không. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi qua bệnh nha mọi người. Còn chập hai nữa. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài và nói là có cái cam này quay lại hành trình đi chị đọc thôi mọi người. Nó mới tin chứ còn học tập cam chửi mình chết luôn. Ngồi chơi nè em. Chạy đi. Em lấy lúc đá rồi. Trà cho nó đỡ. Bây giờ mình quay lại quá trình mình chỉ người ta. Ê sao có cam vậy? Ý là quay lại quá trình mình đi chị đọc á, hiểu không? Lấy xe ra đi. Lạnh không? Lạnh. Đi ngoài ẩm tướng đi, tại anh để ngoài ẩm tướng á. Em dựng chân mày gì nè. Coi thủ là trời. Trời ơi. Là trời ơi, lẹ đi. Lẹ đi anh luôn. Lẹ đi anh. Lẹ đi, lẹ đi anh. Lại muốn chết luôn. Sao không trời. Em béo chân chân mày ừ. Béo lẹ đi, béo chân chưa. Mày còn đỡ, mày tao không còn cộng nào nữa nè. Nè, béo rồi. Béo rồi. Lẹ tao béo luôn. Có đây nè, không chơi nè. Gửi xe người đẹp. Bỏ đầu không gì cũng giải đỡ đâu vậy. Đợi kêu tướng lại đợi xíu đi ông lại mới được. Từ từ tướng đâu trời chắc mình lấy đó đợi ông trước đi. Nói tao chết kìa. Gắn ngủ đi ngồi đi ngồi ghế đừng. Tôi giải để trong chỗ mà. Đâu toilet á chồng lấy đây đi. Ông tướng có bị công chuyện rồi. Giải cho ông giải đi. Con giải. Đưa nó ngồi chơi đi. Đây còn 5 phút nữa à. Còn có mấy phút nữa à trời. Chưa ngồi đi kịp mà không sao đâu. Ừ giống thao á. Có thao nào mà lấy cái hết đi chợ. Còn 51 mày hỏi ngoài. Trong cái thao đó, ừ, nói đó. Hồi ra tôi hắt lên đầu ông luôn, bây giờ ông tin ông. Nó tôi quắc nè. Ừ không, ừ không. Không giải đó. Đây, đây, đây. Đợi xuống. Ê, tại tại chắc nản tướng thao quá tay gì đó. Nè, nếm thử miếng đi, ông hỏi của mình. Món tôm chứ què gì nữa. Món tôm chứ què gì nữa. Không phải đâu thiệt, không giải đâu nội ơi. Thôi. Xạo quá. Thôi đi thúi gì, cắt cao ra, quay lại làm gì. Mình phải giải là mình muốn người ta bị người ta giải của mình, đúng không? Thôi vậy hả? Nè. Nói thôi quay gì, tôi quắc rồi. Tôi trước nha. Tôi năm nay gần 45 tuổi mà tôi chưa gặp trường hợp nào giống như cái thằng này. Con không muốn sống lâu, con chỉ muốn xin người lắng nghe. Đây là lời con khẩn cầu. Một điều cho anh em, người không có mà sinh ra tử. Một điều cho cha mẹ, tội bất hiếu này có tha thứ. Một điều dành cho trời. Một điều dành cho đất. Một điều dành cho những người liền trước bài thờ khiến con mất. Anh sao em đang tội, em đang tội hơn. Không có hết, chứ không chạy á. Em đòi con chảnh hơn. Em giờ em hết biết hồn á. Đừng nói chuyện đó, ngồi tiền đi. Em biết hồn với em đâu chưa rồi. Trời thối thối mà nó cứu sống được rồi. Thối thả ông. Ngồi tiền đi, đừng đem tướng về. Ngồi tiền đi. Chưa, còn chưa, hết chưa? Hết chưa? Ngồi với mẹ chưa mới? Chú tĩnh tâm đi. Chị đừng đi bây ơi, chị đừng đi. Nếu mẹ muốn ghét cái con lợn, muốn tụng đi đâu. Tại giờ mẹ không có mò mở nào. Mở ông, túi. Đang lĩnh xanh đây làm gì trời? Giận bụng không á? Anh em phải cúng giấy đây thành án. Ta cũng nói gì, để cỡ chừng 10 phút vậy đó mới hết. Ở giờ nào lấy nước sạch vậy? Nam mô Tát Sa. Thôi con em khỏi. Chắc tay đi, chắc tay đừng có đòi lại chú đúng không? Mình có đẹp thằng chú gì không nè? Chắc cái này đó nè. Mình thiền không? Mình thiền đi. Mình có đẹp thằng chú gì không? Trời ơi trời. Chờ chi mà ác đập giờ mắt niệm thằng chú đúng không? Trời ơi. Về kìa. Đi niệm đi, niệm đi, trong tức không dậy bùa. Đừng có dậy nữa, dậy. Đẹp lên không dậy lại. Mà nổi buông cho mày cái gì vậy? Chó. Đỡ mấy lượt. Đỡ mấy lượt.
Tại vì hồi nãy á, là hồi nãy cái chắc mà axit á vô dính mình cho rồi, sạch đi. Đơn đặt đó, lấy bên đơn đặt đó. Ủa đâu hả? Đúng rồi, bạn phải thay bấm tên nó mới chị mùi được. Ê, chạy đi ra, chạy là bấm vô chặt không chị? Thôi, chạy lại đi. Chỗ đây cầm, tắt xuống đi, tắt xuống đi. Chưa đâu, chưa đâu. Chưa đâu, đợi đâu. Đợi nữa, chị nào mà cảm thấy mà cái mình nó không còn lạnh nữa là hết. Thôi mày chết đi quá, cái kiểu này khó chịu quá. Chết đi. Ê, chết rồi, buông miếng như mình tao béo rồi. Anh em gái chịu đựng đi, tại vì cái thuốc độc nó ghê lắm. Tại vì anh Tứng pha quá tay thôi. Đợi chút. Chết mẹ tụi bay với tao không nữa rồi. Bà nội mẹ bay. Đâu rồi? Cho tụi bay gọi đầu đi. Có tầm chút xíu mà được. Ê nè, đừng có khóc nữa. Ê nè, gọi đầu đi, tắm luôn đi. Gọi này là tắm rồi, hết rồi phải không? Tắm cái nữa. Nè, chị. Anh có một phút cho em gọi được không? Được em. Bộ chết cũng được thơm tho nữa hả? Không có chết đâu, tại có thuốc độc mà yên tâm, thuốc độc không mà giải. Ra đây, bánh rồi. Nè. Gọi đi, gọi sao? Gọi chung. Này có ai trời? Lại đi. Được chưa? Được. Cà phê á. Đúng rồi, có cà phê nó mới thơm được à. Gọi đi. Hết rồi mà. Chưa hết đâu. Đâu có đi rồi. Ai còn miếng không? Thôi còn miếng nè. Tranh thủ đi. Còn không? Còn hết. Đau chứ trời. Còn hết. Anh này cho anh mình miếng cho tôi. Anh đang ngồi bây giờ nè. Tặng hết trơn rồi đó. Hiểu chưa? Hết trơn rồi. Anh em cứ định tâm đi. Ngồi xuống ngoài đầu định tâm luôn. Đừng nói chuyện nữa. Gọi đầu lão quá. Ngồi xuống. Ừ. Ngồi xuống gọi đi. Nước đâu? Đúng rồi. Đưa đi gà đi. Chúng đó. Đi gà đi. Nước đâu. Đưa đầu vô mình. Hết mình luôn. Ở dưới luôn. Đúng rồi. Lấy đầu rồi. Rồi chưa, mà làm chưa? Rồi chú. Mày làm cái gì vậy? Thầy nhét vô, đặt lên mày là chui đâu đâu. Chui. Cãi rồi. Anh đi tự học. Anh ăn nữa, nó sẽ không nghiện nữa. Anh ăn cái đứa vợ. Thôi vợ. Thôi vợ. Sắp chết bà vợ, cuốn rồi. Ngày nào mẹ mẹ con bây giờ con đó mà vô quan tài. Ngày nào vợ vợ chồng chồng tình sao đứt cuộc đời sao đáng nhị bay. Để lên. Nó thơm rồi, nó thơm rồi. Cái thơm còn miếng thuốc giải này đổ đầu em. Để nó chìm ở tông cho mày. Thứ 15 đời nhà Minh đệ tử của phái Võ Đường Vân Phi Dương. Cái gì vậy? Cửa đi. Đừng nói nữa, tắt nước đi. Cửa mặt vô. Cửa mặt vô đi. Cửa sạch sạch. Cửa mặt vô. Nước này có mùi nè. Có mồi đâu, yên tâm đi, nó chặt ra nó đang có mồi rồi đó. Kiếm gì vậy? Nước thánh gì? Nước bồn cầu á. Ủa? Ủa? Ê ba, tại vì mình làm quái dữ lên, nó mới hết được cái chất độc trên người, trong cái chất CO2 cái lít đó. Thầy không? Cái mặt này ngay đến nè, phải chưa? Hết tiền không? Hết tiền không? Lấy nước bồn cầu này, chụp tiền, cho nhầm. Chơi nước bồn cầu này, cái chất độc cũng chết rồi, có miếng rồi. Cho nhầm. Hết giờ đâu rồi. 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 Vậy nó còn cầu á, còn phải thay cái này nè. À vậy đó. Dạ. Khó, chết mẹ mày rồi con. Nãy giờ không nhớ tiếng rồi mà nó không nói gì hết. Giờ chắc chịu là bẻ dữ á. Trời ơi. Lấy cái ông mình cái bẻ dữ lắm rồi. La gồ là ta bắt lâu phát video á. Bẻ dữ là cái video của mình ra. Tại vì hết bị độc á, mới còn chiếu video nó còn dữ quá. Vậy đó ha. Lỡ mai công chiếu video có ảnh được sao? Vậy. Lỡ mai công chiếu video có ảnh được sao? Liệm. Giờ, mày gọi đi, rồi tao cho mày xuống tiền công cho nó mình. Tiền công cho nó. Mua tịch sạc. 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 Sạ
Chơi sao mình ngoại nãy ngoại. Con này là quay chơi quay. Mô đi nè, mô ta cư đi. Mô ta cư. Mô ta cư. Mô ta cư. Mô ta xa chứ lộn. Mô ta xa, mô ta xa, mô ta cư. Anh em nhớ định tâm nha, đừng có làm điều ác nữa là trời không bao giờ. Ông đang bị ăn mòn. Ông kìa, ông đang làm điều ác với anh em á. Có rồi thiệt. Còn cho ông ba gì đó không trời. Kìa tướng dài kìa, tướng dài kìa. Rồi mắm ta mai thay. Thuốc giải. Ai kêu? Nhưng mà tao là nè, có uống giải mà. Tắm gần 2 tiếng đồng hồ, không sao chết, bị axit mà chết gì nước á. Nước có ai ăn mà, ăn chín giấy còn gì ăn à. Nó lạnh chết á. Vậy là nó thảm thật rồi đó. Tại vì tại tại vì đọc kịp thời đó con. Vậy đó ha. Chứ mà ăn còn hả? Hơi quá. Còn nguyên cưng ơi. Con hả? Mày hiểu cái nào chú ấy. Sao chú mày mày đậm với cho tao biết ơi. Ngoại của tụi mày bỗng nhiên trời. Tao chứ mày biết cái nào đậm không? Lấy nước bồn cầu cha lên. Ừ. Cha lên. Rồi rồi, giải tao mua không, không, không. Ờ, giải đi. Ờ, nước bồn cầu. Mua tao sao? Mua tao cơ, mua tao cơ. Rồi, anh em nói sao? Vậy bình thường rồi có gì đâu. Thiệt á, anh em dán đi. Tại vì tới 7 gửi nó sẽ bị nữa. Ai gửi mày, tại tụi mày gửi mày gì? Thiệt. Mày gửi tập trước video. Ừ, đọc tức quá. Nói ngàn tiếng tại sớm rồi, nãy chắc đọc hai anh em mày pha chứ không, nguy hiểm không? Có ba không? Có không? Có. Lỡ tay chân nè. Thấy chưa? Đó, anh em coi đi, anh em ngồi xuống đi. Tay này ông làm bị lỡ á. Không làm gì. Anh em tin tưởng dưới đây, ngồi xuống đi. Có bước vô cái một mà chai luôn rồi nè. Hai cha này gì muốn hoài bị chơi nãy giờ mà ngồi muốn hoài. Nó đập bây giờ nhờ gì đó chó. Vậy đó hả? Nóng như trời. Tụi nghẹp chứ gì? Nóng tay chứ gì? Không, anh em ngồi xuống đi. Anh em ngồi xuống đi. Tôi chẩn anh đẫm lấy nước bồn cầu đi anh tức. Anh nước bồn cầu thì tên người tại không đủ kìa. Lấy nước bồn cầu thêm nãy tao lấy. Đúng rồi. Đó hả? Rồi. Báo. Rồi. Cái này đi, cái này đừng có chổng, nguy hiểm đó. Nãy lấy nước bồn cầu em á. Mát mát nữa. Ê trời ơi. Ê bậy rồi, nước độc đó, thuốc độc đó. Mày chế phản học là cái đầu mày bị hói luôn con. Chế thử nước độc không? Bệnh tai biến mạch máu não hay còn gọi là đột quỵ đang ngày càng phổ biến, có thể xảy ra mọi lúc mọi nơi và mọi đối tượng trong xã hội. Nằm xuống đi, nằm xuống chích cái đó. Nằm xuống đi. Bèo đừng mà má không cần bây giờ là đúng 30 phút luôn rồi đó phải không tại chắc tại hết độc rồi đó hết rồi trời giờ lên em hết độc rồi cảm ơn tính cho em miếng luôn rồi anh em bây giờ đi tụi đây với chị với Tấn sao rồi tôi nói với ông rồi là nãy phải ông nãy đi đâu vậy ông nội đi chợ mới đi về nè giờ đi vô tạc không có được chứ trơn phải chị nãy phải có chưa có mấy cái xình nó đưa vô thấy bà nội cha nó đổi rồi bà cố ông gãi chơi tôi. Tôi thiệt luôn á. Cái này nó gan lắm, nó gan chứ trời. Nó vậy. Hai mối hợp nhau hả? Mất luôn này. Hai mối hợp nhau hả? Rồi, tao chịu hết, tao chịu hết. Kéo chứ cái phỉnh cái này. Lên đây. Chẳng bây giờ mâm thôi phan hả chưa chó đâu mà đem đi bán luôn chắc chó gì cho mày mượn dây cái dây này phan gì ai mỹ sinh cầm máy mình chặt tao thúc tao đóng xe lại nè mày đừng lo tao cũng dây nè rồi đủ rồi dây quần tao luôn lo đúng quần cho mấy cầm tay tôi có cộng lông nè rồi để đàn cầm máy tay coi tao đi lấy xe coi một tay nữa nè giờ cái tét hắn cảm ơn chơi cái não được chứ cừ
buộc tay luôn nè. Chạy nào, chạy nào. Mày quánh vô mà. Nhỏ mới biết làm tao hết. Dạ đi, xong. Cái mẫu mới biết làm. Cho giò nhắn nhắn đi, cho giò nhắn nhắn đi. Cho đi giò chơi đó. À, cho đi giò đó, đi giò thôi. Lấy cái đó xanh cho. Dạ quá đồng mà anh Tú hết nổi rồi, Hải ơi. Quá đồng á. Sao không bỏ. Phải vậy đó. Anh đưa cho tôi béo ăn. Ủa bác Nghi sẽ đóng kìa, Nghi sẽ đóng, Nghi sẽ đóng trên tư lắm rồi. Nghi sẽ đóng trên tư lắm rồi, anh ta cô là chồng béo cả. Trời ơi, đi dính luôn, đi dính luôn. Vậy là anh đi ăn mòn hả? Nào lên đây ngồi nè, nào lên đây ngồi. Nóng là bị ăn mòn rồi. Nóng là bị ăn mòn rồi. Mày lên rồi, mày lên ngồi. Không được. Leo lên ngồi, hạng đây 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 không. Này sao, này sao? Này sao là này kia quá. Nói hắn à. Đúng ba rồi ha. Cái này có xi măng nhét vô á. Nhét vô hắn. À nó ghé vô xi măng nhét vô hắn đi tôi béo ơi. Nhạc dập dềnh nhạc vui quá vui. Tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi. Lễ ra mắt tay trong tay. Chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa. Thật rộn ràng là bao câu ca. Lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng. Mãi bên nhau trao con đầy đà. Xuống. Thôi cho đổi ngồi đó bán khoai lang. Cho đổi ngồi đó bán khoai lang đi. Cá tao mà chạy chuyến này á. Tiền nít coi kìa. Chơi vậy đó. Cái mày vô luôn đi, quay luôn đi đó. Chạy như này. Mà chạy chuyến này. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, trộm cắp tài sản là một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội hiện nay. Bên cạnh thực trạng lười lao động, thích hưởng thụ khiến nhiều đối tượng biết sai dẫn dấn thân vào con đường phạm tội, thì tâm lý chủ quan, sơ hở của các nạn nhân cũng chính là nguyên nhân khiến loại tội phạm trộm cắp tài sản diễn biến ngày càng phức tạp hơn. Qua đây lấy gọi. Đây, lấy dùm cho, lấy dùm cho. Đó, lấy dùm cho, lấy dùm cho. Đó, ngồi đi. Ngồi bên đây nè. Đó, cục cái đánh ngốc á. Mấy mày coi láng lấy cho thằng người anh. Ủa chứ con cái trận. Con chó. Nào tụi. Nói tụi. Thắng lại thắng. Cùng trên đây nè. Không cùng gì nè. Con chó giơ tay lên á. Nào cùng vô. Trời ơi nhà mấy mày chứ chứ ham nổi bởi dịch của ta. Qua hôm đó là đứng chỗ quay luôn. Trời. Nói tụi cái gì trời. Còn vậy đó trời xuống mới được. Kìa. Kìa 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 kìa. Còn mày lại đi tới đi dài nè. Tại cổ cổ đây nè. Cổ cổ đây nè. Mình ngâm nước hòa bệnh. Vậy nói đâu. Tao trời bao ở đây còn mở cái đường cho nghe nó buồn ngủ sao ngủ. Tiền để đâu? Giờ anh để đâu? Ở nhà tới đơn rồi. Ừ vậy thôi. Đi về nè, về về nè. Đi lên chuyện ơi. Chơi ta chơi là xong là bộ mặt tôi đẹp ra không ăn hết hả? Hai mặt đi gần nhau luôn. Đó. Điều khác chơi nha. Thích rồi đó. Gần. Dễ thương quá. Tao phải chó kìa. Chó bộ vô nhà ta nịnh ta.
cho cái đó. Mày ngủ đi con, đi dài nè. Về đâu? Về dài à. Lúc giờ để bạn. Các bạn thấy mình căng tèm hay quá thì like, subscribe cho mình nha. Lỡ chờ là đừng khóc. Trời ơi, chưa bao giờ. Mày chờ đó đi.